23 tháng 5, Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 15 chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Cần Giờ và quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng tổ đại biểu Quốc hội khóa 15 với Thiếu tướng Dương Văn Thăng, còn có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, nhiều ý kiến của cử tri về dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ngụ quận 4 cho rằng cần làm rõ khái niệm giá dịch vụ khám chữa bệnh, nghiên cứu quy định nhà nước về ban hành giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và quy định khung giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với những cơ sở y tế thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ khám chữa bệnh. Đồng thời, có cơ chế tài chính cụ thể để huy động xã hội hóa, phát huy vai trò của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cử tri Lê Thị Nga, ngụ huyện Cần Giờ, đề nghị bảo hiểm xã hội đưa nhiều loại thuốc đặc trị cho các bệnh hiểm nghèo vào danh mục hưởng bảo hiểm y tế, nhằm giúp người lớn tuổi và người nghèo được chăm sóc tốt hơn. Cạnh đó, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội đối với những người công tác không chuyên trách ở phường, xã để đến khi nghỉ hưu nhận được mức lương hưu không quá thấp như hiện nay. Còn theo cử tri Nguyễn Thành An, ngụ quận 4, dự thảo luật lần này được xây dựng theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, đảm bảo sự công bằng giữa các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và tư nhân. Tuy nhiên, tại điều 4 của dự thảo luật chưa thể hiện tính toàn diện các chính sách của nhà nước. Tại khoản 2 có nêu tập trung ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở, tuy nhiên vẫn còn chung chung, chưa có con số cụ thể. Còn tại khoản 5 của dự thảo luật nêu khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên, việc đào tạo và đãi ngộ cán bộ y tế cơ sở thì dự thảo luật chưa nói đến. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục cụ thể hóa những nội dung của dự thảo luật để khi luật có hiệu lực, đảm bảo được nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, cử tri Nguyễn Thành An nói. Bên lề hội nghị, một vài cử tri đề xuất nên tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước công dân gắn chip để tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng. Phát biểu ý kiến của một cử tri quận 4 nhấn mạnh, thời gian qua, vấn đề thu hồi đất, bồi thường, bố trí tái định cư làm chưa đúng luật, chưa đảm bảo nguyên tắc, khiến nhiều người rất đau khổ, bức xúc, nhiều vụ việc khiếu kiện 5, 10 năm chưa được giải quyết. Cử tri này bày tỏ, trong khi chờ đợi luật đất đai sửa đổi, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát lại tất cả các trường hợp người có đất bị thu hồi và vẫn đang khiếu nại để giải quyết một cách thỏa đáng. Theo tôi, việc thu hồi đất, bồi thường, bố trí tái định cư phải làm công khai, minh bạch, công bằng, chứ không phải trường hợp này được bồi thường nhiều hơn, được hỗ trợ tái định cư, còn trường hợp khác lại không được. Bồi thường tái định cư phải thỏa đáng, phải đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người có nhà. Có đất bị thu hồi, người dân rất thiệt thòi, bao nhiêu năm đi thư kiện nước mắt rơi, và có những người đã chết nhưng vẫn không giải quyết được, vẫn phải ở nhà tạm, ở chỗ này chỗ kia. Liên quan đến vấn đề đất đai, bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri, hai cựu chiến binh Đào Duy Đát và Lã Trọng Loan, ngụ chung cư Trúc Giang, phường 13, quận 4, đã có dịp gặp mặt đại biểu Quốc hội Dương Văn Thăng để trình bày về vụ việc xin mua nhà chính sách. Vụ việc kéo dài từ năm 2005 đến nay và đến hiện tại vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, mặc dù nguyện vọng của hai cựu chiến binh là chính đáng, là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Sau khi lắng nghe ý kiến của hai cựu chiến binh, đại biểu Quốc hội Dương Văn Thăng đồng cảm với vụ việc của hai cựu chiến binh. Ông Thăng cho biết sẽ chuyển kiến nghị lên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết thỏa đáng. Song song đó, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, đại biểu Quốc hội khóa 15 ghi nhận các ý kiến của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp để kiến nghị lên các ban, ngành để có hướng giải quyết.